Bên Nemo xem có bị không? À, bên Nemo không bị đây. Mình đây là tại cái máy retrieve anh em ạ. Ok nha. Nhờ xem anh mà hôm qua lên danh vụ vụ à? Ok nhá Thành Ngân thôi. Cảm ơn em nha. Đang buồn ngủ hả anh á? Buồn ngủ, hơi buồn ngủ một tí em ạ. Anh ngủ hơi ít nên tầm sáng dậy dậy sớm nó hơi buồn ngủ. À không sao, chơi một lúc mà nó tỉnh mà. Chờ một lúc mà nó tỉnh mà. Toàn Bonzi. Sao à? Sao này là cái gì đấy? Cảm ơn thích va chạm cho em nhé. Ha. Hôm nay đẹp trai thành phí đời à? Ôi giời, cảm ơn em nhé. Em cứ khen thừa thôi. Nhưng nghĩ là bài gì không? Chả biết nhạc gì em. Chả tự nhiên chả nghĩ ra nhạc gì xuất hiện đố cái đai máu đi. Ngáo ngáo này. Cái lớp bạn đọc láp lên tớ thử chơi phát cái lớp. Cái lớp có đang xem không? Hello Quốc Hưng nha, hello Tuấn Hữu nha. Chúc em ngày mới về, cảm ơn anh Trình Phong nhé, cảm ơn anh nhé. Ủa, 5 tiền à? Tạm tạm anh em ạ, 5 tiền thì gọi là dùng được thôi. Nhưng mà mình nhặt cái đai máu này về thì không hyperroll được. Mình sẽ mua nếu mà như này thì mình sẽ mua một con cổ giáo đi. 5 tiền mình mua hết luôn. À là mình sẽ không mua hết đâu nhưng mà tại vì có nhiều tiền quá. Cho TG fit hút á mà ngã thế. Anh Green hồn lên top 1 trận đấu rồi đúng không em? Đấy anh cho kèo nhưng mà tầm này kèo đã có ai chơi đâu. Anh mở kèo bên đi mua đấy. Em có chơi thì chơi nhưng mà chắc là chỉ có một mình em chơi thôi. Ơ, không có tiền à? À không có đồ à? Đúng cút luôn đấy nhỉ? Mình đang không tính môn Fiora này đâu anh em ạ. Fiora khai sáng và xong đấu. Mình có con Nami khai sáng này rồi. Xem đồ ra như nào nha. Có một cái găng rồi. Không, mua đép tạm đi. Bây giờ cho con dắt vào là mình sẽ kích được xong đấu cho con dắt về kích được thánh thần cho Wukong đúng không? Đồ hơi ít. Bây giờ kích được 4 xong đấu là khỏe. 4 xong đấu dắt 2 là khỏe. Rồi đi top 3 rồi à? Zero gì Venachoke, Lilia, Medusa. Úi dồi. Kiếp cái gì đấy à? Cái lớp ơi.
Đội hình đấy bao nhiêu tiền đấy bạn? Đây đấy là đội hình 5 tiền à? Ok nhá, cái lớp nhá. Thôi bài đấy thì bài 5 tiền rồi bạn ơi. Thì đó tí nữa mà build được đội hình đấy thì tớ build nhá. Hello đại gia TG Fit. Đại gia TG Fit cái gì đấy à? Quang Minh ơi. Ai bảo ông tôi đại gia đấy? Mấy ông lại ông Stilet với ông Stilet với ông Green đúng không? Qua em 6 con 5 tiền 2 sao mà top 2. Ở đây anh em ạ. Bài Kata kẹp gì? Kata thì thường là hay đánh chiến tướng em ạ. Kata chiến tướng hoặc Kata thần tài. Nhưng mà anh thấy người ta hay roll Kata chiến tướng á. Nasu này là 4 xong đấu đúng không? Hello một mí. Hello mắt một mí nhá. Hello Huy Nguyễn nhá. Em nghe anh Steel với Green bảo thế à? Anh biết ngay mà. Hai ông đấy chỉ thế là nhanh thôi em ạ. Chỉ thế là nhanh thôi. Tinh anh của giáo. Lên luôn đi anh em ạ. Bố xong đấu luôn đi. Cho nó. Kata thì anh em phải cần 3 đồ chuẩn. 3 đồ chuẩn là kháng hiệu ứng này, bùa xanh với cả là kiếm súng nhá. Cần 3 đồ đấy thì anh em mới đánh được Kata. Đánh đội hình 9 pháp sư EZ có mũ top 1 mạnh nhất mình. Trời ơi, 9 pháp sư lại còn EZ có mũ nữa. Lên là đội hình đấy chắc là chết rồi anh em ạ. Anh em meta bây giờ anh em nghĩ cái đội hình nào roll 7 thôi anh em ạ. Rôn 6, rôn 7 thôi, đừng nghĩ đội hình nào rôn 9 nhá. Đừng có nghĩ đội hình nào 9 slot nhá. Nghĩ đội hình nào 7 với 8 slot thôi anh em ạ. Meta này chúng nó đẩy máu nhanh lắm. Anh em mà đánh lết là cút luôn đấy. Nên đánh ở level 7 với level 8 thôi. Kiếm những đội hình nào đánh ở level 7, level 8 thôi. Đầu game mình lấy tạm tinh anh để dép level 7, level 8. Gia tộc mình cần là cách chơi của anh phải đúng rồi. Chuẩn đấy Võ Tuấn ạ. Đầu game có cái gì khỏe thì anh lấy cái đấy anh dép luôn. Xong rồi lên level 7, level 8 anh bán đi anh kiếm tinh anh. Đó là cách chơi của anh. Thực ra anh biết rất là nhiều bài. Nhưng mà quan trọng nhất là nó nhiều rủi ro ấy. Anh lại là một người không thích rủi ro lắm. Anh thì biết khá là nhiều bài, anh biết cái bài, anh biết cái hai pro anh cũng biết. Nhưng mà kiểu là ví dụ bây giờ có ai cho anh kèo ấy, thì anh nhận kèo anh chơi luôn. Nhưng mà cơ bản là không có kèo, thì anh cứ đánh để lên điểm thôi. Ví dụ có ai có kèo đánh Hyperon Wukong này, Hyperon Diana này, anh nhận ngay. Nhưng mà nhận để kiếm tiền thôi anh em, làm nghề này thì cũng chỉ chủ yếu là kiếm tiền thôi mà. Nhưng mà còn không, nếu mà không có kèo thì anh cứ đánh để lên điểm thôi. Mọi người chắc chắn là thích xe win hơn là thua rồi. Em đánh khai sáng toàn dình zone 8 anh ạ. Đúng rồi, khai sáng thì zone 8 là chuẩn nhất rồi em ơi. Nhưng mà quan trọng là em có dép để lên 8 được hay không thôi. Nếu mà em dép để lên 8 mà em vẫn còn máu, vẫn còn tiền ấy. Mà nhiều tiền ấy thì ok mà. Tại vì bài khai sáng toàn là bài những con co đắt tiền ấy. Nên là em cần roll ở 8. Nó toàn mấy con co 4 tiền thôi. Chơi 6 thần tài hay xui quá phải không biết là nếu mà anh em có tinh anh thần tài ấy, tinh anh thần tài mà Kata ấy, mà có 3 đồ cho Kata ấy thì chơi thần tài siêu khỏe nhá. Nhưng mà bắt buộc là phải con Kata có 3 đồ nhá thì mới chơi được. Lâu quá không được xem clip rất là bạch kim à. Cố lên anh em ơi. Bắt buộc là phải tinh anh thần tài Kata mà có 3 đồ cho Kata anh em ạ. Nemo mình có like nhá anh em nhá. Anh em nếu mà rảnh thì cho mình xin một tắt một bên Nemo nhá. À top đi à? À top làm sao được ạ? À? Thích va chạm ơi. Ua. Ông nào ông all in 100.000 ở bên Nemo đấy.
Ông nào ông đi 100 nghìn ở bên Nimo đấy. Đại gia. Hai sáng zone 7 mà. Zone 7 lấy ra ở rank cao thôi. Ở rank cao khi mà người ta xài nhiều tiền quá thôi. Còn nếu mà anh em mà xanh à, mà xanh mà có nhiều máu ấy thì anh em cứ zone 8 anh em ạ. Đừng có bắt buộc phải zone 7. Chẳng qua là ở rank cao người ta Odin ở 6 với Odin ở 7 thì anh em phải zone 7 thôi. Còn anh em nếu mà giữ được máu với cả còn tiền thì cứ thế mà lên 8 mà roll thôi, tội gì phải roll 7. Khai sáng Talon vô cực, huyết kiếm đại bác yếu cực anh ạ. Anh thấy đại bác bằng không bằng cái giáp hồi sinh đâu nhá, giáp hồi sinh quan trọng hơn đấy. U hồn roll mấy thầy fit? U hồn thì phải roll 8 em ạ. Nếu mà nói chung là cứ bài nào xanh thì anh em cứ lên 8 mà roll. 8 nó có tỷ lệ ra được bọn 5 tiền ấy, bọn 5 tiền mới mạnh. Châu đánh với anh Virus, gặp Trung và La đánh HVGL chắc chắn rồi anh em. Ở trên rank cao thì họ phải đánh để họ giữ điểm là đúng rồi. Mỗi người thì có một mục tiêu khác nhau, khi mà người ta đã lên cao rồi thì người ta muốn giữ điểm thôi. Thì người ta phải chai hát thôi. Cái đấy nó dễ hiểu mà. Đồ hơi ít anh em ạ. Đồ này chắc là mình phải đánh đánh xoay quanh bọn một là đánh đồ này quá ít luôn đấy. Cái này mới có hai mảnh thôi anh em ạ. Mình một là mình phải đép bằng tiên phong. Nếu mà mình ra được con Hecarim 2 này thì mình sẽ đép bằng tiên phong này. Còn không thì mình phải đép tạm 4 song đấu như này. Nếu mà round này mình vẫn win thì round sau mình sẽ bán con này đi. Xong rồi mình lên cấp mình roll một chút. Cho con này vào đây. Đủ ít quá anh em ạ. Này mới có mỗi hai mảnh. Nhưng mà cái giáp lửa anh em thấy lỗi không? Mình thấy cái giáp lửa ấy chắc chắn ở phiên bản sau nó phải fix ấy. Vì cái giáp lửa nó khỏe quá anh em ạ. Có cái giáp lửa này vào như kiểu là ít 3 lần sức mạnh lên ấy. Đầu game mà có cái giáp lửa ấy. Ừ nhốt bài người ta mà đúng rồi em mà. Thì người, em xanh thì em mới nhốt bài được đúng không? Chứ nếu mà em thọt em làm gì có tiền mà nhốt bài của người khác. Kiểu chắc Trung và La nhiều tiền ấy. Anh đoán thế. Dầu ấy mới nhốt, mới nhốt được bài người khác chứ không làm sao mà nhốt được. Tắt Zenix à. Nếu mà có đồ cho Zenix thì đánh Zenix. Mình nghĩ như này đủ đép rồi đấy. Tại vì con Fiora 2 tầm này nó mạnh lắm. Mình cho tạm nói cung nhỉ. Hàng nào tí nữa mình cũng bán con Fiora này nên là mình cho nó cầm cung được. Riven 36 u hồn đồ chuẩn vẫn thua 6 TX. 6 TX là sao em? Sáu TX là cái gì ấy à? Lê Duy Quang Linh ơi. Cái tắt hơi khó hiểu nha. À 6 thiện xạ ấy à? À 6 thiện xạ đấy là tại vì con Riven của em không có kháng hiệu ứng thôi. Không có kháng hiệu ứng thì sẽ bị con Zenix nó stun đến chết. Muốn bán con này lắm rồi đây anh em ạ.
Mình đang ôm hai đường nhá. Một là mình đánh rừng, hai là mình đánh thiện xạ. Mình đang có hai hướng đấy, tại vì đồ này thì chỉ đánh được hai hướng đấy thôi. Còn nếu mà bây giờ mình nhặt được cung thì mình có thể mở thêm được một hướng nữa là đánh Z. Chơi hát là kiểu là đánh hết sức ấy. Anh em hiểu không? Đánh hết sức ấy. Nó dịch ra tiếng Việt là nghĩa là cố gắng hết sức thôi. Khó ấy, Hoàng Nguyên à, khó lắm Hoàng Nguyên ạ, à, tại vì thiện xạ ấy, thường người ta sẽ đóng thôi con Zenith một cái kháng hiệu ứng. Thế nên là không thể nào mà kéo được con Zenith cả. Nếu mà bài thiện xạ mà lên là Zenith 3 sao ấy thì có thể stun con stun con Riven đến chết luôn. Thế nên là rất là khó. Ôi không được rồi. Đồ xấu rồi anh em ơi, thừa đai máu rồi. Không, mình bán nó đi được rồi nhá. Hay là đến rau kia rồi bán. Một nhà đánh ta lông để mình check nhà tí nhá. Một nhà này đánh thiện xạ, một nhà ta lông, một nhà thiện xạ này. Một nhà Diolis này, một nhà rừng này. Nhà này chắc cả đánh Riven. Có Dread U hồn chắc cả đánh Riven. Hai nhà Riven. Một nhà ta lông. Một nhà cuồng giáo cũng Riven nốt. Thế là trận này có ba nhà Riven anh em ạ. Mình nghĩ là mình vẫn phải đợi thêm đồ, thế thì đến round 4.1 mình sẽ đôn 7 vậy. Bài này thì không phải đép lên 8 được rồi, lực này là không đủ lên 8 rồi. Tức là mình bỏ dần đi ấy, tại vì mình cảm giác như là con Fiora tầm này nó không đép được rồi. Bỏ dần thay tạm bằng con... Cái giáp lửa, có giáp lửa lắp quỷ thư làm gì nữa em? Đòn này của thiện xạ. Đòn này của thiện xạ có thêm mana cho tướng khi cầm sâu sinh không? À, anh nghĩ là không đâu. Nếu mà như thế thì im ba quá. Anh nghĩ là không. Là con Asse rồi này. Khả năng cao đánh Asse ấy. Anh em ạ. Mình cho tạm con này nhá, có gì tí nữa mình còn bán được. Nó tự ra con Asse này thì đánh theo hướng Asse sẽ ngon hơn. Tại vì có quá nhiều nhà đánh hồn trận này rồi, cũng như là đánh ta lông rồi. Mà có hướng ghép rừng như này thì đánh luôn Asse đi, đỡ phải xoay nhiều. Ừ, xoay qua đầu sĩ tôi, hướng này là hướng đầu sĩ rừng rồi anh em ạ. Quan trọng nhất là nó tự ra cho mình một con Asse ấy, cái bài rừng ấy. Nó chỉ cần con Asse 1 thôi. Này vẫn có mana, à, thế thì im 3 nhỉ, bảo sao bộ này nó lỗi. Thế thì quá im 3 luôn anh em ạ. À. Đợi đồ xem tên này đồ ra như nào. Con Asse này chỉ cần Asse 1 thôi trong bộ rừng là đủ đép rồi anh em ạ. Trận này không ai đánh Asse cả, chỉ có một nhà thôi anh, chết rồi, toàn là Riven thôi. Chả có ai đánh Asse luôn ấy. Mình anh chơi luôn. Toàn Riven à. Mình chơi thì mình chơi thôi anh em. Đồ này thì chốt thôi anh em ơi. Có giờ lý do gì không chốt. Tinh anh thợ săn à? Mua đép tạm cũng được ấy.
Một đếp tạm như này đi anh em ạ. Đánh bằng 4 đấu sĩ cũng được. Ok, mình chắc là mình chốt thôi. Nó set luôn hả? Chả còn đồ gì ngon hơn là nó set luôn. 4 thợ săn này, 4 thợ săn, 4 tiên phong. Đếp tạm như này xong rồi mình sẽ lên 8. Mình bán con này đi rồi mình roll tinh anh ở level 8 nha. Cảm giác mà đếp được rồi thì sẽ không xài tiền nữa, mà sẽ lên cấp. Mình cảm nhận là bài mình đến thời điểm này là đủ đếp rồi, nên là mình sẽ không xài thêm tiền nữa. Không, mình đang tính là tí nữa mình sẽ xoay anh em ạ, nên là mình chưa chắc là khả năng cao là sẽ đánh rừng thôi, rừng kẹp đấu sĩ 5 tiền thôi. Với cái khung bài này với cả tướng cái này chắc là chỉ đánh rừng hoặc đấu sĩ cộng với đấu sĩ 5 tiền thôi. Bài ông này nhìn yếu thế này mà vẫn đép được á. Ảo giờ. Bài level 6 chả có cái gì luôn này. Đép được thì hơi ảo ấy. Đấy, gặp mình thua luôn, thua nguyên 6 con luôn. Đúng rồi, thợ săn thì phải có AFE 4 anh em ạ, phải có AFE 4. Còn nếu mà chỉ đánh thợ săn chay thì nó sẽ hơi đuối một chút. Con này cũng đang ngon nhỉ anh em nhỉ. Con Seju này cũng đang ngon đúng không? À, mình vẫn muốn cho con này cầm đồ hơn. Vì nó trâu hơn anh em ạ. À, con này mà lấy thân rừng đi. Tầm này chưa cần 4 thợ săn lắm đâu. Thần rừng ngon hơn anh em ơi. Thần rừng với 4 tiên phong cho con Karim này cho nó tanh. Mình lên lên 8 còn 50 tiền này. Mình đang tính là đến round 4.5 mình sẽ lên là đẹp nhất. Nếu còn Freo chắc bài người tộc hot lắm đấy à. Chuẩn luôn anh em ơi. Ôi, anh em ơi, 1.000 anh em, đang em nào mà chưa like thì cho mình xin một like nhá anh em ơi. 1.000 anh em xem mà có 200 like. Cảm ơn anh em nhiều nha. Sao anh vẫn cầm con vây này làm gì vậy anh à? Chắc là tín anh bán thôi. Anh để đấy cho đẹp thôi em ạ. Chắc mình lấy cung à, chả còn cái gì ngon hơn cái cung nữa rồi. Đắp máu thì mình nghĩ chả cần lắm. Tí nữa anh bán ở bên này thôi. Anh để cho đẹp mà. $16 à. Thêm một tên nữa không? Thêm một tên nữa đi cho giàu anh em ạ. Tên này mà thắng thì tên sau xài tiền luôn. Còn không thì 5.1. Đức Anh à? Đức Anh ngọc một tuần em ạ. Đức Anh ngọc một tuần tại vì cái pet của nó bị hạn chế tương tác. Đức Anh nó cũng lên cao thủ rồi đấy. Hôm qua mình có cho thằng em mấy bài lên cao thủ rồi. Không cần đồ cho Asse thì mình nghĩ chỉ cần hai đồ này thôi. Có thì có thêm cái cùng đao thì tốt. Còn không thì nó cũng không quá quan trọng đâu anh em ạ. Cái cùng đao nó không phải là đồ quá quan trọng với con Asse đâu. Mất chích rồi. Mất chích thì 5.1 xài tiền luôn nhở. Lai mạnh đi anh em học Free à. Cảm ơn Bùi Dại nhá. Các bài nào hay dễ chơi vào top 4 lắm.
Nói chung là mình đánh trên live stream ấy thì mình sẽ đánh những cái bài nào dễ vào top cho anh em, trừ khi là kiểu là có cái kèo của ai đấy ấy, thì mình mới không đánh mấy cái bài dễ vào top thôi. Còn hầu như là mình đều đánh những cái bài mà để vào top ấy. Nên là anh em cứ xem những cái phiên live stream của mình là anh em sẽ biết những cái bài nào mà dễ vào top ở phiên bản này. Nhà này 6 hồn à, mà sao trâu thế. Nếu mà mình thua thì mình sẽ đợi nốt round này anh em ạ, round sau mình sẽ xài tiền nha. Cho nó nhiều tiền một tí, bởi vì máu của mình ấy vẫn còn 65 máu cơ, thế nên là mình chưa phải vội. Đúng rồi, giờ bọn nó đẩy máu nhanh. Nói chung là anh em cứ xem livestream của mình cũng như là livestream của những anh em trong khác trong TG ấy thì anh em sẽ học được cách giữ máu ở đầu trận cũng như là giữa trận đấu. Thì cái đấy nó rất là quan trọng để mà anh em vào được top 4. Sau khi mà anh em vào được top 4 rồi thì lúc đấy anh em mới tính đến chuyện là mình được top 1, thì lúc đấy anh em lại phải học thêm những cái khác nữa để mà được top 1. Đấy. Tí nữa tìm con anh tinh anh nào á. Anh chắc là anh muốn con tinh anh Ashe là ngon nhất, Ashe hoặc Warwick, một trong hai con. Tuần này anh sẽ bán con này đi để anh kiếm tinh anh này. Tinh anh pháp sư không ngon lắm anh em ạ, tinh anh pháp sư thì không ngon lắm. Nếu mà mình có đồ cho Vega thì mình mới mua con đấy, còn không thì thôi. Bộ khoai sáng co là đồ gì vậy anh ạ? À? Co là đồ cho Talon với là đồ cho Morgana em ạ. Đồ đúng không? Ngon, cung xanh. Chắc là cung xanh hả? Chính là con mình cần này. Hết luôn. Không có tiếng Anh nào nhỉ? Bàn tay cho con set khá là ngon. Mình cần một con tiếng Anh em ạ. Không có AC2 luôn nè. Rồi mà ra tinh anh Wukong, tinh anh con này là tinh anh con này là mình sẽ có gần như là Warwick 3 luôn. Mình đang để xem là có cần tạo cung xanh thật này không. Nhà này không có tiên phong này, nhà này không có tiên phong này, không có tiên phong, hai tiên phong. Không cần cung xanh lắm, thế thì mình ghép bàn tay đi. Thua hết luôn. Full 2 rồi mà thua hết luôn à. À Lulu chưa hay à? Ok. Sẽ để đuối thế. Mình vẫn chưa có tinh anh đâu ấy. Khăn mùa này là bắt buộc anh em ạ, tại vì nó rất là nhiều hiệu ứng khống chế.
Đúng rồi, cho đồ set thiếu tanh. Không sai mà, không sai mà. Bây giờ anh chỉ cần ra con tinh anh Warwick thôi là lật kèo luôn mà. Warwick 3 lật kèo luôn mà. Anh đang tính cho nó thêm một đồ đam nữa để cho nó set cánh bài của anh là sẽ có cái gì rồi đấy. Bút rồng hoặc là bàn tay. Bàn tay ngon hết. Ngon mất bàn tay luôn. Thế phải lấy bút rồng rồi. Bút rồng thì mình đang phân vân là cho con set hay là cho con Warwick. Chắc là cho nó con set đi nhỉ, cho set 3 đồ đi nhỉ anh em nhỉ. Tí nhá. Chẳng lẽ không có tinh anh nào à? Chẳng có tinh anh nào mình cần à? Cho con tinh anh Asse được, lên Asse 3 đi. Trời ơi, chỉ có chuẩn thôi nhưng mà còn Asse nữa thôi. Giống con Asse nữa thôi. Là mình bỏ được con này đi luôn. Cho thêm được con Luck vào. Thiếu một con Asse. Đấy, nói chung là mình chỉ cần một con tinh anh Asse và một con tinh anh một tinh anh Asse hoặc một tinh anh Warwick thôi là mình có thể có Warwick 3 hoặc là Asse 3 rồi. Bây giờ 4 tiền 3 sao mình thấy dễ lên quá. Không như mùa 2, à không như mấy mùa trước. Vì nó có cái tinh anh ấy, rồi phát ra 3 con luôn anh em ạ. 4 tiền 3 sao bây giờ mình thấy dễ lên nên là người ta thường người ta hay người ta hay roll ở 8 luôn ấy. Tới sau đi nhỉ. Asse 3 là mình có vút rồng luôn. Asse tiếng Anh có đam. Ờ được được được, ok. Hợp lý anh em ạ, hợp lý đấy. Asse tiếng Anh nó cũng tính là thần rừng đúng không? Hợp lý nha. Khỏe đấy, cây em cũng khỏe đấy. Ui quỷ thứ mới cay chứ. Chứ chắc chỉ cho SGU thôi. Một con nữa thôi anh em ơi. Một con nữa là mình sẽ kẹp được thêm mê hoặc vào này. Luck là ngon nhất, là mình kích được thánh thần cho con Warwick này luôn. Asse 3 là mình nghĩ là đủ đam đấy. Nếu mà Asse 3 là đủ đam đấy, tại vì Asse của mình là Asse tinh anh nữa. Anh em nào đã xem mà chưa like thì cho mình xin một like nhé anh em ơi. Cảm ơn anh em nhiều nhá. 1500 anh em nào mà chưa like thì cho mình xin một like nhé. Cảm ơn mọi người nhiều nhá. Top 1 10 sao à? Ok nhá anh Hải Thiên ơi, cảm ơn anh. 170 sao mua gói xéo xéo top 1 sao em nhé. Em nhé. Sẽ bị lập tiếng nhỉ? Sao lại bị lập tiếng ta? Ba thợ săn không? Có cần ba thợ săn không anh em? Rơi ra Neko thôi, không cần Neko đâu anh em ạ. Rơi từ Asse 3 này. Em update
update rồi anh Phúc ơi, em update rồi nha anh Phúc nhá. Update hết tất cả các bài từ đầu đến giờ rồi đấy. Chưa tính hôm nay thôi. SC3 nó lại khác rồi đấy, SC3 lại còn thần rừng nữa, à SC3 tinh anh nữa anh em ạ. Nhiều đam lắm. Mình đang tính là đánh 3 Hunter ấy. Không biết là có ngon không. Cảm giác thì chả cần 3 Hunter lắm. Mình đánh bộ này ít khi mình đánh 3 Hunter, mình chỉ đánh 2 Hunter thôi. Kẹp như này thì sẽ có Thánh Thần với cả thêm Mê Hoặc. Ba thợ săn hơn ngon hơn 2 với 4 nhiều fit ạ. Thế à? Thử nhá anh em nhé, mình thử ba thợ săn xem nhá. Tại vì các bạn là anh em biết tại sao không? Tại vì mình có con AC3 này thì mình búp ba thợ săn cho nó cũng ngon. Giả sử 4 sao tinh anh trên sàn của mình có 2 sao rồi đã ghép đồ thì nó nên bán con trên bàn hay là cho cả hai lên sàn vậy? Tùy vào cái lượng tướng mà anh em đang có. Ví dụ mà anh em đã đủ tanh rồi ấy, đủ tanh rồi thì có thể là cho hai con tinh anh giống như mình vừa nãy ấy, cho hai con AC vào cũng được. Còn nếu mà anh em mà chưa có tanh thì bắt buộc là phải bán cái con kia đi thôi, với cả lượng máu nữa. Nói chung cái đấy là tùy tình huống em ạ. Cái đấy mình không trả lời kiểu là chắc chắn 100% được. Không phải, con này này nó kích cả mê hoặc nữa anh em ạ. Nó kích được mê hoặc cho con Ezreal nữa nên là mình mới lấy con này. Đây nhá, con này này nó kích được cả mê hoặc này, mê hoặc cho Ezreal này, với cả nó kích được cả Thánh Thần cho con này nữa. Nó kích một phát được hai hệ ấy. Con Lắc này nó kích được hai hệ nên là mình mới kẹp Lắc vào, nhưng mà tại vì AC 3 rồi nên là mình muốn búp cho con AC ấy. Thế nên là mình để 3 Hunter. Mình thấy cũng ok, 3 Hunter cũng ok. Cứ win là đúng rồi anh em ạ. Chả cần biết nào win là đúng rồi. Ba sao tinh anh cho hệ gì cũng ok anh nhá. Ok em. Ôi trời, nó bắn. Bắn thế. Bao nhiêu đam đấy. Con AC mùa này đúng là đúng nghĩa gánh team đấy anh em ạ. Sau bao nhiêu mùa mình mới thấy con AC này đúng nghĩa là gánh team ấy. Ừ, đúng rồi, tùy lobby đúng không? Trận này thì mình nghĩ là cho như này là hợp lý rồi đấy. Chắc mình chỉ lấy cái dấp gai thôi, mình hết mình đam mình đủ rồi, mình chỉ cần đồ tanh thôi. Ok đấy, mình nghĩ không thua được đâu. AC3 tầm này khó thua lắm. Thế cho như này, nếu mà EZ2 thì cho như này ngon hơn. Hoặc là EZ có bùa xanh, nhưng mà EZ không có bùa xanh thì mình nghĩ là để 3 Hunter ngon hơn. Ron hơn 100 tiền không ra set 2 game rác fit nhỉ. 100 tiền level 9 á hay 100 tiền level 8? 100 tiền level 8 thì bình thường quang trương rồi. Còn 100 tiền level 9 thì hơi rác. 1700 anh em nào mà chưa like thì cho mình xin một like nhé. Cảm ơn mọi người nhiều nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Like là miễn phí anh em ạ. Anh em có gì anh em cho mình xin một like ủng hộ mình nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều. Okay. À, lịch live stream của mình ấy thì là từ 7 giờ đến 11 giờ hàng ngày nhá anh em nhé. Ở trên Facebook nhá. À, ở trên Nemo nhá. Còn ở trên Facebook thì mình sẽ re-stream từ 7 giờ đến 9 giờ.